Hoa Linh lục địa là gì và thế giới nơi đây như thế nào? Hãy cùng Sự Thật Tốc Chiến tìm hiểu nhé! Hằng năm, tại vùng đất đầu tiên Ionia, khi những đóa hoa linh hồn nở rộ, bức màn ngăn cách giữa hai thế giới vật chất và linh hồn trở nên mỏng manh nhất. Cũng là lúc lễ hội hoa linh sẽ được diễn ra. Đây là thời điểm người sống ôn lại về những truyền thuyết cổ xưa về linh giới, hóa trang thành những nhân vật trong truyện cổ. Đặc biệt hơn, mọi người có thể tìm thấy đóa linh giới của linh hồn người thân đã mất và giao tiếp với họ thông qua những cánh hoa. Tuy nhiên, những đóa hoa linh hồn đã không trở lại trong nhiều năm sau sự xâm lược của đế chế Norset. Linh giới đã trở nên ngày một mất cân bằng trầm trọng vì có quá nhiều người nằm xuống và lũ quỷ dữ bắt đầu tràn đến nhân giới. Trang phục hoa linh lục địa được chia thành hai nhóm, U hồn và Tịnh hồn, dựa theo câu chuyện của mỗi vị tướng. U hồn là những linh hồn còn vương vấn cõi trần gian, họ bị ám ảnh bởi những lựa chọn, lỗi lầm hay chính cái chết của họ trong kiếp trước mà không thể tìm thấy được sự thanh thản. Vì thế, họ mang bản chất đen tối và hỗn loạn hơn so với các Tịnh hồn. Và Lilia đại diện cho những linh hồn như vậy, là một tinh linh hươu e thẹn. Lilia từng là vệ thần của một khu rừng thiêng ở Ionia, cho đến khi khu rừng của cô bị phá hủy và chìm trong biển lửa, bị nỗi đau buồn nuốt chửng, đang chìm vào trong những giấc mộng nơi linh giới, hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng trong một cơn ác mộng vĩnh cửu. Khác biệt với Lilia, Thread là ác quỷ đại diện cho nỗi ám ảnh từ cổ xưa. Hắn ta tận hưởng việc hành hạ những linh hồn mà hắn cho là khiếm khuyết. Hắn ám ảnh linh hồn người chết sau khi bước vào linh giới, dụ dỗ những linh hồn này đến với mình, để họ mắc kẹt mãi mãi trong những ký ức của chính mình. Timo là đứa con của rừng rậm và là một linh hồn tinh quái. Timo được biết đến ở khắp Ionia như hiện thân của thiên nhiên, nhưng luôn bị những linh hồn khác thù ghét vì sự phiền toái từ những vụ chơi khăm của cậu. Truyền thuyết Ionia cổ kể về hai anh em đã từng rất yêu thương nhau, nhưng rồi một ngày, sự đố kỵ từ Thread đã gieo mầm nơi nhân giới, bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Cả hai dần trở nên xa cách, rồi chĩa mũi kiếm vào nhau. Rốt cuộc, một người đã ngã xuống trong trận chiến huynh đệ tương tàn. Yasuo, người em trai, là một chiến tướng nổi tiếng với phong thái lãng khách, nhưng sau đó, anh bị kết tội phản bội quốc gia và bị buộc phải cầm kiếm tự vệ. Cả hai đã phải vướng vào một cuộc chiến định mệnh. Yone, người anh cả, là một chiến tướng nổi tiếng với danh dự và bổn phận. Anh đã chiến đấu để bảo vệ đất nước và chống lại những ai phản bội lại lời thề, cho tới khi anh phải đối đầu với chính người em trai của mình. Vậy là thế giới hoa linh đã mở ra. Các bạn hãy cùng tốc chiến phiêu lưu đến Ionia và trải nghiệm mọi thứ nhé. Hẹn gặp lại ở các số khác của Sự Thật Tốc Chiến.